nếu để mất Bộ Công an, có thể Tô Lâm sẽ cần tới 50 hectare đất. Thông tin ban đầu đưa ra, Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ, vừa là Chủ tịch nước Việt Nam, vừa là Bộ trưởng của Bộ Công an. Đây được xem là thắng lợi của ông Tô Lâm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chính trường biến động khó lường. Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, đã có chuyển biến xảy ra. Một tín hiệu bất lợi cho Tô Lâm xuất hiện, đó là Quốc hội cho miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Điều này khác hoàn toàn so với thông báo trước đó 2 ngày của ông Bùi Văn Cường, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cách giành quyền lực của Tô Lâm đã khiến nhiều người khiếp sợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tô Lâm gây thù chuốc oán với quá nhiều đồng chí trong đảng. Hiện nay trong Bộ Chính trị không còn ai tin tưởng Tô Lâm. Có thể nói trong 16 ủy viên Bộ Chính trị thì 15 người xem Tô Lâm là mối nguy. Điều này khiến bản thân Tô Lâm phải đối diện với mối nguy thực sự. Như vậy Tô Lâm buộc phải giữ thượng phương bảo kiếm của Bộ Công an thì mới có thể cứu lấy mình. Còn nếu để bị tước mất thì xem như số phận của Tô Lâm đã bị định đoạt. Cuộc chiến tranh giành quyền lực mỗi ngày một khốc liệt hơn. Tô Lâm phải đối đầu với cả Bộ Chính trị, chứ không chỉ riêng thế lực nào cả. Bởi ai cũng sợ Tô Lâm tung quân điều tra sân sau và những khoản tiền nhận hối lộ của mình. Chính vì thế, sự thắng thế của Tô Lâm trên chính trường chỉ là nhất thời. Rất nhiều phe cánh đang nằm im chờ thời. Bất cứ khi nào thế lực của Tô Lâm có dấu hiệu suy yếu, thì quân chống Tô Lâm sẽ nổi dậy rất đông. Lúc đó Tô Lâm khó mà chống đỡ được. Tô Lâm đang ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước nhưng lại kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đây sẽ là mối nguy thường trực đối với bất kỳ quan chức nào trong đảng, từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên hiện nay Tổng Trọng đã nắm trong tay quá nửa số ủy viên Bộ Chính trị. Một khi ông Trọng đã quyết tâm trừ khử Tô Lâm để tránh hậu họa thì ông sẽ làm được điều đó. Bởi điều này quyết định sinh mạng chính trị của ngay bản thân ông. Ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính thời gian qua cũng im lặng quan sát và đợi thời. Nếu ông Trọng ra tay triệt Tô Lâm thì Phạm Minh Chính sẽ ngả về phe ông Trọng để loại đối thủ nguy hiểm nhất này. Chủ tịch nước Tô Lâm không giống với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cũng không giống với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai người này hầu như không gây thù chuốc oán sâu sắc với các nhân vật khác trong Bộ Chính trị. Chủ tịch nước Tô Lâm gần giống với Chủ tịch nước Trần Đại Quang hơn. Một số nhà quan sát đánh giá, kẻ thù của Trần Đại Quang tuy nhiều nhưng cũng không nhiều như kẻ thù của Tô Lâm. Trần Đại Quang không xuống tay với đồng chí nhiều như Tô Lâm. Đặc biệt, Trần Đại Quang chỉ mới manh nha âm mưu tạo phản, chứ chưa ra mặt tạo phản như Tô Lâm thực hiện trong thời gian vừa qua. Do đó, khi Tô Lâm mất quyền kiểm soát Bộ Công an, thì Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguy hiểm hơn rất nhiều so với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đó gấp nhiều lần. Vậy mà Trần Đại Quang còn bị các đồng chí của ông loại bỏ bằng một cách hết sức tàn nhẫn. Nếu Tô Lâm cũng rơi vào tình thế tương tự, liệu có thoát khỏi nanh vuốt của các đồng chí hay không? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Trần Đại Quang đã phải nằm vĩnh viễn tại mảnh đất ruộng gần 50 hectare. Các đời chủ tịch sau ông thì may mắn hơn, họ chỉ bị mất chức chứ không mất mạng. Còn Tô Lâm nếu để vuột mất Bộ Công an thì cũng nên chuẩn bị 50 hectare đất đi là vừa. Thế của Tô Lâm hiện nay là nếu không thịt người khác thì sẽ bị thịt bởi bàn tay của các đồng chí trong đảng. Vậy thì ở vào tình thế hiện nay, nếu vẫn muốn giành quyền lực, ông Tô Lâm chỉ còn cách manh động, tàn bạo, bất chấp, bất tuân luật lệ, phản kháng đến cùng. Tuy nhiên, hậu quả của việc này sẽ rất khủng khiếp, thậm chí có thể vượt tầm kiểm soát của cuộc chiến công đình đang mỗi ngày một thêm khốc liệt. Đã đến lúc các thế lực trong đảng đánh nhau không thèm che giấu nữa. Ngày một công khai hơn, càng về sau, phim sẽ càng hay và đầy kịch tính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin nếu để mất Bộ Công an, có thể Tô Lâm sẽ cần tới 50 hectare đất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Chưa bứng được tô ra khỏi bộ công an, hiểm nguy đang rình rập phe tổng. Thông tin về việc ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước kiêm bộ trưởng bộ công an đã làm cho dư luận bàn tán xôn xao. Đây là một tiền lệ chưa từng có từ trước đến nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiêm nhiệm hai chức này, Tô Lâm vừa là cấp trên của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, lại vừa là thuộc cấp của ông Thủ tướng. Dù thực tế, Chủ tịch nước chưa hề đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng bao giờ, nhưng theo Hiến pháp, Chủ tịch nước có quyền này. Cũng trên thực tế, Bộ trưởng Bộ Công an vâng lệnh Tổng Bí thư chứ ít khi chịu sự chỉ đạo của ông Thủ tướng. Tuy nhiên, về danh nghĩa thì Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, là cấp trên của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Rõ ràng, Tô Lâm vừa nắm chức Chủ tịch nước để được hưởng suất đặc biệt ở lại Bộ Chính trị, vừa ông khư khư chức Bộ trưởng Bộ Công an không chịu buông, là một lợi thế vô cùng lớn đối với ông ta. Nếu nói trước đây Chủ tịch nước chỉ là chiếc ghế hữu danh vô thực, thì nay với việc kiêm nhiệm tân Chủ tịch nước, Tô Lâm sẽ có thực quyền không thua gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu không muốn nói là hơn trội. Phe ông Tổng Bí thư chiếm hơn nửa phân bộ chính trị mà không thể đẩy Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an được. Cuộc chiến công đình vẫn tiếp tục bởi mục đích của Tô Lâm là cái ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Khi còn chưa đạt được thì ông ta sẽ tiếp tục còn chiến đấu, còn cho các đồng chí của ông vào tù. Rất có thể Tô Lâm đã đánh vào chính phủ hoặc đánh vào ban bí thư của đảng. Đánh vào chính phủ là để loại đối thủ cạnh tranh, còn đánh vào ban bí thư là để tìm cách cướp lấy ghế mà ông Trọng đang ngồi. Dù đánh vào đâu thì Tô Lâm vẫn có đủ binh hùng tướng mạnh chơi sòng phẳng với các phe phái kia. Rất có thể Tô Lâm sẽ dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm để ép các thế lực còn lại phải lùi bước hoặc từ bỏ tham vọng của họ. Cũng có ý kiến cho rằng Tô Lâm chỉ tạm thời giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an trong một thời gian ngắn rồi giao lại cho người khác. Nếu chiếu theo thông lệ thì rất có thể nhận xét này có lý. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến sinh tử để giành lấy quyền lực cao nhất, nên một khi Tô Lâm đã giữ được hai ghế thì sẽ không dễ dàng nhả nó ra nếu áp lực từ phía ông Tổng không đủ mạnh. Bởi nếu nhà ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho phe Tổng, chẳng khác nào Tô Lâm nộp mạng cho đối thủ. Việc Tô Lâm nắm chức Chủ tịch nước và kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lùi bước trước Tô Lâm, ít nhất là tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vừa diễn ra. Nguyên nhân phe của Tổng Trọng hiện có đến 3 cái tên có thể thay thế Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, đó là ông Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình và Trần Cẩm Tú. Nhân sự thì thừa thãi như thế, sao lại để cho Tô Lâm kiêm nhiệm? Chỉ có thể giải thích rằng đây là sự lùi bước của phe Tổng, chứ không phải thiếu nhân sự. Ông Nguyễn Phú Trọng kéo Đại tướng Lương Cường về Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai với cương vị Thường trực Ban Bí thư là một nước cờ rất cao thầm. Tuy nhiên, tướng Lương Cường để phòng thủ vững chắc nhưng chưa chắc đã có khả năng phản công lại Tô Lâm. Cần phải có thời gian để xem xét vị tân Thường trực Ban Bí thư sẽ phản ứng như thế nào trước sự hung hăng của Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ cho biết cả Lương Văn Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều được Tô Lâm giới thiệu để Bộ Chính trị lựa chọn cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng cả hai đều không đủ phiếu. Thất bại của hai vị đệ tử này khiến Tô Lâm rơi vào thế bất lợi. Nhưng bất ngờ Tô Lâm lại trở cờ, quyết nắm chắc ghế Bộ Công an, không chịu nhả ra cho bất kỳ ai thuộc nhóm của ông Tổng. Mà một khi Tô Lâm đã quyết ngồi lại thì rất khó cho phe ông Trọng có thể đẩy được Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an. Giờ đây bài toán khó nhất của Nguyễn Phú Trọng là làm sao đẩy được Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an. Nếu không làm được điều này thì nguy hiểm luôn trực chờ các thành viên Ban Bí thư, kể cả với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin chưa bứng được tô ra khỏi Bộ Công an, hiểm nguy đang rình rập phe Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.